Bao nhiêu ạ? 35 quả. 35 quả à? À vâng. Thế con cảm ơn bà. Cười. Con chào các bác nha. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Bây giờ thì các bác có thể thấy là Hoàng Hiền cùng anh Đông đang ở cạnh một cái cánh đồng lúa rất là đẹp. Đấy, hôm nay thì các bác có thể quan sát ở đây là lúa thì là đã như nào rồi anh Đông? Lúa này là bắt đầu hoa hoe. Hoa hoe à? Là bắt đầu là lúa chín á. Đây là một bãi lúa có thể nói là rất đẹp các bác. Đấy. Chỉ khoảng là Hoàng Hiền nghĩ là một tuần nữa thôi là bãi lúa này sẽ chín vàng hết. Bãi này là một trong những bãi lúa mà đẹp nhất ở cái đồng này. Rất là nhanh nhỉ. Vừa mới hôm nào lúa mới mới cấy xong. Đấy, hôm nay thì đã chín thế này rồi. Hôm nay thì Hoàng Hiền đang cùng anh Đông là hai anh em là đi xuống thăm nhà bà Luân. Đấy, ba mẹ con bị bán sang bên Trung Quốc. À? Bán Trung Quốc á? Bán sang Trung Quốc. À. Lạ. À. Bán sang Trung Quốc lấy chồng với Trung Quốc. Đấy. Hoàng Hiền cũng chia sẻ video về cái hoàn cảnh của bà Luân này cũng khá nhiều. Đấy, các bác theo dõi video thì cũng biết qua về cái hoàn cảnh rồi. Hôm nay thì Hoàng Hiền cùng anh Đông xuống thì là có chị Thủy ở Bình Dương. Hôm trước thì chị có giúp tiền cho anh Đông là mua gà để chăn đấy. Thì hôm nay thì chị có gửi cho Hoàng Hiền là 100.000 nhờ Hoàng Hiền là mua đồ ăn trao cho nhà bà Luân. Đấy. Có thực phẩm. Hiện tại thì bà Luân hai mẹ con đã về Việt Nam. Bà Luân thì cùng với người con gái út của mình. Đấy là em Hoa. Đấy. Em Hoa thì là chưa lấy chồng nhưng mà cũng không nhanh nhẹn. Đấy, hàng ngày bây giờ này cũng không có công việc ổn định. Đấy, chỉ có thỉnh thoảng là đi làm thuê làm bộng. Nộ bộng là họ có việc thì họ nhờ. Bà Luân thì là bị ngã. Đấy, về Việt Nam thì ngã gãy đùi không đi thế nào nữa. Đấy, cứ ngồi đâu làm đấy thôi. Một cái hoàn cảnh rất khó khăn. Nhìn gì ấy? Nhìn thấy lúa đẹp thế. Đẹp à? Lúa này bắt đầu hơi ra. Nhà anh mùa này cấy được mấy bãi? Nhà anh á, được có một bãi thôi. Có một bãi thôi à? Cấy ở dưới này hay trên nhà vợ? Trên nhà vợ. Một sào ấy. Một sào à? Bà đấy năm nay đẹp rồi. Anh đi thăm chưa? Anh chưa. Thế vợ ấy thăm à? Trên nhà nhỏ thì các bác này thì các bác các bá này về xem hộ. Phun phun sâu rồi, phun phun cỏ. Phun phun ốc ốc quả. Thế là gặt là phơi trên đấy hay là phơi thế này? Phơi trên đấy. Ở đây trên này nó bị hỏng không phơi được. Hẹp quá. Không phải là hẹp mà nó bị ấy. Bị sao? Nó lấy cái cút trở lên nó vỡ hết cái mặt đấy. Vỡ. Trên đỏ quá này thì các bạn phơi trên đấy. Trên đảo. Thế dơm thì phơi đâu? Dơm thì lại phơi cái đấy. Cũng phơi khô. Phơi khô đâu bởi không bảo đại. Lại bảo bác cơm nên đại cho xe dơm. Chờ hộ à? Chú Tâm vẫn tốt đấy. Không bây giờ anh ấy bảo là phơi xe thì cao lên cây cỏ để hai bãi này thì một bãi này thì không đủ xe. Bảo thế này bảo gọi là bảo vợ là để bảo xin thêm hai bãi nữa. Xin được hai bãi cơ. Thế là nên là giả hạn một xe đây. Thế là bỏ ăn mấy ngày nhỉ? Ăn mấy ngày nhỉ? Mấy ngày mà hết được? Thế mà hết đấy. Anh biết tính toán không? Một xào của anh có mà ăn có mà cả mùa nha anh, con bò nha anh. Mấy ngày cái gì? Nhưng mà phải nói là bãi núi này đẹp. Đúng không? Bãi này đẹp. Cực đẹp luôn các bạn. Mấy bữa bỏ lại được ăn chưa? Đẹp lắm.
À. Không qua được bãi nào đẹp như bãi này. Khu này bãi đẹp nhất đấy nhỉ? Bãi này cây sau bây giờ mất hồng ý. Bãi này chăn lắm. Bãi này mới đang gốc. Ừ. Bãi này, bãi này đẹp mà nhìn dọc cái con lúa. Ừ. Đâu này còn chín hơn này. Nhìn đẹp quá. Nhìn đẹp đấy. Sao? Bãi chưa bắt đầu. Đi vào cái đồng lúa này phải nói thực sự đẹp quá. Không khí trong lành. À, bây giờ xin mời tất cả các bác nhé, cùng Hoàng Hiền với anh Đông Tí Hòn, anh em đi xuống nhà bà Luân. Không, nhà khác. Bà Luân chưa có nhà. Bà mới chỉ ở nhờ thôi. Ừ, từ Trung Quốc về nó không có nhà cửa gì ở. Chợ vắng tanh chả có ai các bác ạ. Mua bán thịt. Qua đây mua trứng cho bà ăn được lâu vậy. Trước là Hoàng Hiền Anh Sự ở xuống đây mua trứng một lần. Bà ơi. Bà còn trứng không ạ? Trứng gà ấy bà? Bán cho con 100.000. Dạ vâng. Chợ này chợ Nhã Lộng. Ba bảo gì? Ba bảo gì? À vâng, hôm nào con mua một lần đấy rồi. Con mua cho hộ nghèo nhà bà Luân thế này đấy. Hôm nay có bác cái giúp. Có bác gửi 100.000 nhờ con mua. Dạ tiền cho bà. Đây là thuộc xóm gì bà? Xóm Trại à? À, trong kia lại xóm Mịt nhỉ? À, bà bây giờ vào đấy à? Cùng xóm à? À. Vâng. Cho con 2 túi rồi nhá. Sợ bục. Bao nhiêu ạ? 35 quả à? À, vâng. Thế con cảm ơn bà. Dạ vâng. 3 năm quả ăn cũng được lâu lâu. Thế là tối bà ra bán tiếp à? À. Tầm 4 giờ là khoảng rồi. À 5 giờ. Giờ là 4 giờ. Thế này là họ chiều là họ họp tiếp à? À bán vé bên kia. Công ty nó về nó mua nhiều hơn. À. Thế còn cái này chợ bên này là bình thường thì là một tuần họp mấy lần bà? 5 ngày 2 lần. 2 5 7 10. Thế còn đêm thì nặng họp. Rau thì đêm nào bán? Rau vào đêm nào bán đây? À. Từ 2 giờ đến 6 giờ. Vâng. Bà biết anh này không? Bà làm việc thiện. Bà biết anh này không? Sao biết được? Bà không xem video của con à? Ui, ta vô thuyền, cái cục gạch nhá. Cầm anh Đông đừng treo vỡ ấy. Cầm nó đừng treo. Rồi, bắt đầu là vào địa phận xóm Mịt đấy các bạn. Hoàng Hiền vừa đến đây thì là ở ngay cái ngõ này là có mấy nhà bác làm bỏng, mùi bỏng thơm ngát khu vực này. Thì ngó qua thấy có em Hoa đang làm ở đó. Thế hôm nay thì xuống thì em Hoa sẽ không có ở nhà. Có bà Luân thôi. Bà Luân thì là bà bị gãy đùi nên là qua 5 ngày tháng là bà chỉ có ngồi một chỗ các bác. Không đi là được. Em Hoa là giới thiệu các bác là năm nay là 18 tuổi rồi. Đấy. Cũng cao giáo.
mỗi tội là về đầu óc thì không có nhanh nhẹn đâu lắm. Hàng ngày thì là không làm công việc thì em đi làm bổng, đổ bổng ấy các bác. Họ giả là 20.000 một tiếng thì vậy. Anh Đông lên bao giờ chưa? Lên bao giờ chưa? Chưa xuống bao giờ à? Thế thì bà con là có nghề làng nghề là trồng rau. Đấy, rau sống mướp, cà chua, các loại rau. Ở Phú Bình này thì có cũng có khá nhiều làng nghề các bác. Đấy, làng nghề trồng rau ở Nhã Lộng ở đây, làng nghề đồ gỗ Xuân Phương ở Phú Bình. Ngoài ra thì cũng có những cái làng nghề trồng chè ở trong mạn Tân Kim, Tân Cánh nữa, hay là những làng nghề nuôi gà thả đồi ở dưới đó. Tuy nhiên thì hiện nay thì với cái sự phát triển của công nghiệp hóa và đô thị hóa, thì khi mà các cái khu công nghiệp được mở ra ở Điểm Thụy, ở Sông Công, ở Phổ Yên, thì người lao động có những cái lực lượng lao động trẻ ở địa phương thì đa số là như là ở đó. Còn những cái làng nghề đó là những người có tuổi ở lại tiếp tục phát triển làng nghề. Bác này còn trồng cả ớt, trồng thì thấy ớt chưa? Đây này, ớt đỏ đây, nhiều không? Ớt đây, vườn ớt. Đến cho bà đây em, đồng hành cái hào hứng quá chạy luôn. Cứ vào đi, phải ngó. Chào bà nhá. Bà con đang ngồi đây, treo mũ đây, xách túi trứng đi nhá. Vào đi. Con chào bà. Chào anh nha. Vâng. Chào anh. Con chào bà. Vâng. Hôm nay làm đúng không bà? Hôm nay lại đi làm. À. Qua cũng đi làm, hôm nay cũng lại đi làm. Con vào đến đầu ngõ thấy đang làm bổng rồi đấy. Vâng. Hôm nay đi làm. Vâng. Anh Đông mở hộ cửa sổ cho sáng anh Đông. Vâng. Vâng. Trứng hôm trước bán hết chưa? Trứng vẫn còn thế, hơn chục quả nữa. Thế à? Ăn tiết kiệm á? Ồ thì chỉ ăn thế thôi, chứ còn thì chỉ ăn nhiều thì cháu nó cứ bảo là thôi anh cho thì ăn tiết kiệm tí. Không là lại. Vâng. Lấy cho lấy. Hôm nay con xuống thì là có quà bà ạ. À, có chị Thủy ở tỉnh Bình Dương, trong miền Nam ấy bà. Vâng. Chị có gửi cho con là 100.000 nhờ là con là mua thực phẩm cho gia đình. Đấy, thì hôm nay con mua 100.000 là được 35 quả trứng. Vâng. Đấy, con trao cho bà. Đấy, bà có muốn nói gì với này chị Thủy ở tỉnh Bình Dương? Chị ơi, thế chị ở tỉnh Bình Dương thì em cảm ơn chị. Thì trong khi lúc em cũng gặp khó khăn, chị thì cho em một chút quà. Thì em cảm ơn chị. Chúc chị mạnh khỏe, công tác tốt, làm được nhiều tiền. Chúc chị mạnh khỏe nha. Vâng.
Vâng. Thế là bà sức khỏe sau này thế nào rồi? Này sức khỏe thì mấy hôm nay nó cũng đỡ đỡ rồi đấy. Dạo này mấy hôm trước thì nó đau quá nhưng mà cũng chẳng có tiền tiêm, trả tiêm. Qua gì nữa, mọi người ở bên kia tiêm thế nhưng mà trả năm tiền, tiêm nhiều tiền quá chẳng lấy tiền. Vâng. Mỗi một cốc nước bây giờ đấy, cốc nước hoa quả bây giờ đấy 600.000 một cốc thì thôi trả nó tiêm em nó đi làm thì chuyển nước đấy à? Chuyển nước ấy, thế nhưng mà trả lắm. Thế bà mày có đi được tí nào không? Đi thì chả đi được tí nào, chỉ ngồi được như này thì ngồi được thôi. Chứ còn đi thì không đi được một tí nào. Nhưng mà đã tự ngồi được chưa? Tự ngồi được rồi. À thế là có tiến bộ hơn trước hay nhỉ? Tự ngồi được rồi, thế nhưng mà chỉ tội là không đi được thôi. Vâng. Chứ còn chả đi gì đâu. Trước là bà là ngồi dậy là có người nâng các bác mới ngồi được. Ngồi dậy thì phải nâng. Ăn uống riết cũng phải nâng. Vâng. Cái trước kia bên kia mới ngã, cháu nó còn nghỉ hàng gần một tháng nữa. À. Nó cứ phải nâng nằm nâng dậy ấy. Chứ không thì không có ai nhưng nằm nâng dậy. Vâng. Gì nó phải đi làm. Vâng. Thế là nó nghỉ nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ được đi làm được đôi việc. Nhưng mà bây giờ cũng chẳng có việc mấy. 2 ngày, 3 ngày khi mới được 1 ngày. À hoa. Ừ. Hay là gì? Hoa đấy. À. Hoa đi làm bóng đấy. Hôm qua làm được 1 ngày. Vâng. Thế sáng nay thì lại được nghỉ. À. Thế là chiều sáng hôm nay á? Sáng nay nghỉ à? Sáng nay nó đi giao hàng. À. Thế là chiều nay thì lại làm từ 1 giờ. Vâng. 1 giờ cũng có hôm làm được 100, cũng có hôm làm 80. Thế còn trả được hơn. À. Có một buổi là làm khoảng độ 5 tiếng rồi. 5 tiếng thì được 100. Mỗi tiếng là họ giả là 100. Một thế tiếng là giả 20.000. 20.000. Vâng. Là 5 tiếng thì được 100. Vâng. Nếu mà không được 5 tiếng thì chỉ được 800 thôi. Hôm qua thì được 4 tiếng. 4 tiếng là bao tiền mà? Được 800. 80.000 chứ. À 80.000. Vâng. Thì hôm sáng nay thì lại nghỉ. Vâng. Chiều nay thì chả biết làm đến bao giờ. Nếu làm nay con đi qua thì đông ghê ấy. Hai máy làm mà. Cũng đông đông người đấy đấy. Ở đấy chắc là họ đầu mối, họ giao chắc là nhiều nơi đấy. Nhiều nơi nó đi xe ô tô mà. Vâng. Nó lên tận cả trên mé đằng Lạng Sơn nó mà. Giao tỉnh khác à? Giao tỉnh xa đấy, chứ không cần đâu. Con đấy là họ làm toàn bóng dài ấy. Toàn bóng dài mới bóng tròn tròn, bóng bắp đấy. À. Đấy thế là mấy tải bóng dài đấy. Nhiều lắm. Chấp thành một cái trong cái bóng to doanh luôn. Thuần cho cái bóng to xong cho lên ô tô đấy. Vâng. Thế hôm nay thì là sáng này nó đi giao. Vâng. Chiều nay thì nó gọi ra là 1 giờ làm. À. Đây cũng chia sẻ với các bác là mới theo dõi video của Hoàng Hiền nhé. Các bác nào mà theo dõi video nhiều thì các bác cũng nắm bắt được cái hoàn cảnh của bà rồi. Thì đây là giới thiệu các bác là bà Luân. Đấy. Hiện tại thì bà đang ở xóm Mịt, xã Nhã Lộng thuộc huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên. Bà hôm nay là cũng khoảng 60 tuổi bà nhỉ? 61. À 61 tuổi. Bà có 2 người con gái. Đấy. Thì trước đây lúc còn trẻ thì là chồng người ta mất nên là bà bị người ta là dụ là lên Lạng Sơn để làm thuê đúng không bà? Vâng. Sau đó thì là họ không phải là đi làm thuê Lạng Sơn mà họ lừa để họ bán bà sang bên Trung Quốc cùng mấy 2 người con gái của bà lúc bây giờ vẫn còn bé. Sang Trung Quốc thì là bà lấy chồng ở bên đó. Thì cái hoàn cảnh ở bên phía nhà chồng thì cũng khó khăn. Đấy. Sang đó thì là cũng không có sinh thêm con mà chỉ có 2 người con của bà từ Việt Nam là mang sang thôi. Đấy. Thì sau đó thì vừa rồi thì chồng của bà thì cũng mất. Thế là em trai của chồng bà nhỉ? Ừ, em trai của chồng. Em trai ruột của chồng. Đấy. Là muốn lấy con gái của bà, đấy là cháu Hoa. Lúc đấy là Hoa bao tuổi bà nhỉ? Lúc đấy mà bố nó chết thì nó mới có 14 tuổi. 14 tuổi à? Lúc đấy bố nó chết năm nay 3 năm rồi. À, có 14 tuổi thôi. Thế sau thì là gia đình thì không đồng ý thì là chú đấy chú mới lấy cớ là gia đình nhà bà là không có giấy tờ. Bởi vì là trước đây thì khi mà mới sang Trung Quốc thì là bị lừa bán là không có giấy tờ thì các bác. Mà không có giấy tờ gì là
chú ấy báo công an để trục xuất gia đình về nước. Đấy, thì trong số ba mẹ con nhà bà thì là có người con gái đầu của bà thì lấy chồng ở Trung Quốc sinh con, nhưng là làm được giấy tờ là đúng pháp lý là được ở lại, còn hai mẹ con của bà là bị trục xuất về nước. Đấy. Về Việt Nam thì không may là bà này bị ngã gãy đùi bên nào bà nhỉ? Đùi bên phải. Nên là bây giờ nó nép chẹp hết rồi. Đây nép đi, lại cái chỗ này thì nó sưng lên. Vâng. Nó gồ lên. Nó gãy đùi nó to như này mà. Chân bé nép chẹp rồi. Chân tay nó bé hết. Bà kéo nó một tí. Đấy. Kéo như này. Bé quá nhỉ. Trước thì nó to nhưng mà giờ thì nó kiểu nó không còn chất để nuôi nữa rồi. Gãy rồi. Giờ nó gãy hẳn rồi. Vâng. Giờ đôi lúc ấy ngồi dậy đi mà không gượng được ấy thì có khi còn ngã ấy. Thì hôm nọ tí nữa, một tí nữa thì ngã rồi. Vâng. Thế là may quá, thế là con nó về, thế là bố mày ơi mày nhanh lên cho mẹ, không thì mẹ ngã xuống đây thì mẹ chết mất. Thế là như nào bà? Thế là nó mới vào, nó mới vứt cái túi đấy, thế là nó chạy vào, bắt đầu nó du vào, thế là thôi. Thế là bà bị ngửa ra như nào? Kiểu mình đứng lên, ngồi lên như này đấy, thì chân tất nhiên là một chân này thì là lại một tay cầm như này thì mới được. Thế một chân này thì nhấc lên, xong rồi cái chân này thì để như thế này thì nó mới từ từ xuống ấy. Vâng. Thì bắt đầu nó mới lên được một nửa người, bắt đầu nó ngẫy ngưỡng ra mới là ngoài này đi. Vâng. Thế là mới nằm ẹp xuống thì chân bắt đầu là nó đau. Thế là vừa vận nó về, thế là nó mới du vào, thế là nó mới kéo lên, thế là ngồi được. Ôi xong nó đau ơi là đau, gọi chẳng có ai cả. Nó rằng ở bên nhà gì này có người thưa mà chẳng thấy sang. Thế là cũng lại thôi, nhưng hôm đấy mà cháu nó không nhanh, nó không về được thì thôi, ngã xuống đây thì thôi nằm, thì là chả còn hy vọng gì. Sợ đầu xuống là nguy hiểm. Thế nó xuống đây là bởi vì chân là đau các bác. Bác hình dung là gãy đùi thế nào. Thế mà không có tiền đi chữa hay là cứ để lâu như vậy. Thế là đâm ra là hỏng hết hẳn. Vâng. May mà còn dậy được ý. Vâng. Nếu mà giờ nó không khuấy tính cho mà cứ nằm liệt tí thì thôi, thì hai mẹ con thì cũng mà chết đói. Vâng. Ở riêng như thế này chết đói thì anh bảo là ai cho. Vâng. Cái đứa em thì ở riêng cái nỗi. Vâng. Một chiếc bây giờ thì là bà về đây là ở đây là đang hiện tại đang ở nhờ nhà đây các anh nhá. Nhờ nhà chú Tuệ. Hai mẹ con bà này không có nhà để ở, đất thì làm nhà thì có. Đấy, có đất ở bên này đây. Nhưng mà không có tiền. Đấy là cũng mong là quý cô bác, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm theo dõi video thì các bác có thể là lan tỏa giúp cho bà, hai mẹ con nhà bà, chia sẻ giúp video tới nhiều khán giả và nhiều mạnh thường quân biết đến, để có thể là chung tay là giúp đỡ mỗi người một chút, để giúp đỡ cho hai mẹ con nhà bà có tiền để xây dựng một ngôi nhà để ở kiên cố, không cần là to. Đấy, chỉ cần có nơi để ở các bác chắc chắn. Đấy. Có nghĩa là có ngôi nhà của mình ấy, đúng không? Hiện tại bây giờ chỉ là ở nhờ thôi, nhưng mà cuộc sống thì thực sự là quá khó khăn các bác, vất vả. Em Hoa thì em không được nhanh nhẹn. Bà cũng có chia sẻ là con lớn nhưng mà về suy nghĩ là hơi chậm. Đi làm thì là công việc bấp bênh. Do là tiếng Việt thì không biết nhiều. Cái thứ hai nữa là không được nhanh nhẹn. Nên là chỉ có các bác là thuê làm bộng thôi. Không được đi ra công ty hay đi ra làm công việc khác được. Nên là cũng rất là vất. Như vậy thì vừa xong bác vừa cùng mấy Hoàng Hiền và anh Đông Tí Hon trao quà của cô Thụy Bình Dương cho gia đình. Bây giờ thì Hoàng Hiền cũng quay về và xin phép là kết thúc cái video của mình ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Các cô bác quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có tấm lòng giúp đỡ gia đình thì các bác có thể liên hệ cho Hoàng Hiền theo số điện thoại đang bán trên màn hình 0915049825, hoặc kết bạn Zalo với Hoàng Hiền hay là Viber cũng theo số điện thoại đó các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và xin chào các bác.